Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Xuất gia phát hoằng nguyện. Ba đại nguyện của Hòa Thượng khi xuất gia: thành lập giáo dục trong Phật giáo, phiên dịch kinh điển và kiến lập Phật giáo cơ bản ở Hoa Kỳ. Để thực hiện ba đại nguyện này, Hòa Thượng lập ra ba đại tông chỉ, sáu điều mục. Ngài không sợ gian khổ, kiến lập đạo tràng tại Tây Phương, hầu tiếp dẫn và quảng độ giáo hóa chúng sanh. Hòa Thượng kể: trước khi xuất gia, tôi đã từng tham gia các buổi thánh lễ của Thiên Chúa Giáo, Giê-xu Giáo. Tôi cảm thấy Thiên Chúa Giáo và Giê-xu Giáo rất thịnh hành và có nhiều tín chúng. Vì Thánh Kinh được dịch ra các văn tự ngôn ngữ khác dễ hiểu, cho nên đa số người ta dễ tiếp thọ giáo lý. Vì vậy, toàn thế giới ở đâu cũng có giáo đường và giáo đồ của họ. Ý nghĩa của Phật giáo tuy rất viên mãn, nhưng không có nhiều người tin. Vì kinh điển không được dịch thành văn tự của Tây Phương. Kinh điển chỉ là chữ Hoa và chữ Phạn nên không được phổ biến. Vì vậy, khi tôi xuất gia, tôi phát nguyện đem các kinh tạng dịch ra các ngoại ngữ trên thế giới. Nhưng tôi học ít, chỉ học có 2 năm rưỡi, và ngôn ngữ ngoại quốc của tôi như thổi lửa bằng cây cán bột, nên chẳng thông chỗ nào. Tôi không biết tiếng ngoại quốc, lại không có trí huệ. Vậy làm sao thực hiện đây? Nhất là công việc phiên dịch kinh điển phải có quốc vương, đại thần hợp lực ra sức thúc đẩy mới thành. Nếu chỉ dựa vào lực lượng của dân chúng thì làm sao thực hiện được? Tuy làm không được, nhưng khi tôi xuất gia, tôi luôn tâm niệm đem các tạng kinh dịch thành ra tiếng ngoại ngữ. Các vị nào có khả năng phiên dịch kinh điển thì hãy hộ trì cho tôi hoàn thành nguyện lực này. Ngoài ra, tôi lại muốn kiến lập giáo dục. Vì Thiên Chúa Giáo và Giê-xu Giáo chú trọng về giáo dục, nên ở đâu họ cũng có trường học Thiên Chúa Giáo và Giê-xu Giáo. Hơn nữa, đối tượng của họ là giới thanh niên, thế hệ trẻ, khiến các thanh thiếu niên rất tôn sùng đạo. Vì nền giáo dục của Phật giáo không bằng họ, nên tôi muốn thực hiện nền giáo dục Phật giáo. Nếu tôi không làm được 2 việc này, thì đến chết tôi cũng không nhắm mắt. Khi tôi xuất gia, tôi lập chí muốn đem Phật giáo truyền đến toàn thế giới. Nơi nào không có Phật Pháp, tôi muốn nơi đó có Phật Pháp, hơn nữa phải là chánh Pháp. Hiện tại, tôi đã đạt đến mục đích chưa? Còn chưa đạt đến, không những chỉ thế giới này mà 5 châu này đều phải có Phật Pháp, nhưng đó cũng vẫn là chỗ rất nhỏ. Đợi đến khi tất cả thế giới đều có Phật Pháp, lúc đó chí nguyện của tôi mới thành tựu. Ha ha ha, 问什么的说呵。